khổ quá, nước đây uống đi. Cũng như bãi nước bọt thối thì tôi không để cho bà yên đâu. Đừng biến ra khỏi đây, để không tao đấm mày vào mồm bây giờ. Nói gì? Tôi dùng như ai lắm rồi. Tôi dùng như ai lắm rồi. Đây chơi với bọn con thôi, không cần phải làm gì đâu ạ. Vất vả cho mẹ ra. Mẹ ở quê quen rồi, mà mắt chả nhìn thấy gì. Nhưng mà không làm thì chân tay nó buồn lắm con ạ. Mẹ buồn chân buồn tay thì mẹ bảo con bóp cho mẹ. Mẹ ơi, mấy đứa con trai của mẹ chuẩn bọn tốt không? Đúng là dâu thảo của mẹ nhá. Khéo, đúng là dâu thảo của mẹ rồi. Vâng. Mẹ ơi, sắp sửa con đi công tác một tháng, mẹ ở nhà thích ăn gì thì bảo cậu con mua cho nhá. Anh yên tâm, em biết cách chăm sóc mẹ mà. Anh biết em làm được mà. Mẹ thì già rồi, mắt không nhìn gì cả. Nhìn mẹ ở quê của mình anh không yên tâm. Cho nên anh đón mẹ lên đây ở với hai vợ chồng mình. Em cố gắng nhá. Em biết rồi mà. Thôi, muộn rồi, con đi đây. Mẹ với anh. Mẹ con đi nhá. Con đi nhá. Vâng. Có gì cẩn thận con nhá. Vâng ạ. Mẹ uống nước đi ạ. Gì hả con? Trời ơi, tưởng mù không thôi mà bây giờ bị điếc nữa. Khổ quá, nước đây uống đi. Uống. Mẹ uống nước của con có thấy mát không ạ? Có, mẹ thấy có mát. Tất nhiên rồi, nước bọt của con thì phải mát chứ. Sao? Nước bọt. Bà buồn nôn phải không? Bà nôn đi. Uống nước này cảm giác buồn nôn lắm phải không? Giống cái cảm giác như con trai bà ấy bắt tôi ở cùng với bà đấy. Con... Rõ ràng cuộc sống của tôi đang rất ngọt ngào như cốc nước này. Bỗng nhiên thả bà vào cốc nước cũng như bãi nước bọt thối. Bà biết không? Đến đây rồi thì tôi cũng lật luôn bài nhá. Tôi nói rồi đấy, tôi không chăm sóc bà đâu. Đến mẹ đẻ của tôi ý, tôi còn không chăm sóc được nữa là. Hay bà chán nản quá thì bà chết quách đi. Tôi sẽ ma chay cho bà đàng hoàng. Gọn cái chân. Nhận được hàng rồi nhá. Thôi anh về đây. Này, dạo này anh nhớ phải đến đây thường xuyên với em đấy nhá. Em nhớ anh lắm đấy. À, anh biết rồi. Mà em chỉ cái ý là nhanh thôi. Định giết anh nhá. Hả? Anh này. Mà anh bảo này, tuy thằng Hùng thằng ấy đi công tác thật rồi đấy, nhưng mà ở nhà vẫn còn con mụ già kia kìa. Tuy bà ấy mù thật, nhưng mà chẳng may bà ấy đánh hơi được việc gì thì có phải không hay không? Việc đấy anh không phải lo, em sẽ có cách. Thay tiền đi. 200 triệu. Em nhớ, đợt vừa rồi em vừa đưa cho anh 50 triệu đi đấy. Thì anh định đầu tư thêm ấy mà. À thôi, em không cho anh thì thôi. Anh đi về đây.
Hơn nữa đàn ông là nam gì đâu, suốt ngày ngửa tay xin tiền. Sao? Dỗi rồi à? Chưa gì đã dỗi rồi. Anh cũng biết đấy, tiền là tiền của ông Hùng. Mà đến lúc ấy, ông mà hỏi em ấy, thì em không biết trả lời thế nào nữa. Mà thôi, không sao. 200 triệu thì 200 triệu. Tiền đâu? Bà, ai cho bà tự tiện vào phòng tôi à? Ai cho? Mày tưởng con ngã. Tôi nói cho bà biết nhá, lần sau bà mà tự tiện vào phòng tôi ý, thì tôi không để cho bà yên đâu. Mà tôi không tin được. Giả đi, tôi trói bà lại. Này, thằng Hùng bao giờ về đấy? Nó đi công tác được một tháng còn gì nữa. Anh yên tâm đi, thằng Hùng á, một tháng nữa mới về cơ. Mà còn bà già đấy thì em trói chân rồi, không di chuyển được đâu. Chồng em gọi. Alo. Alo. Dạ. Vợ à, cho thằng mà xách đồ cho anh. Nhiều đồ quá anh xách không hết. Vâng ạ. Chết rồi anh ơi, anh Hùng về rồi. Sao? Bình tĩnh. Đi theo em. Anh ơi! Anh! Có chuyện gì đấy? Mẹ! Mẹ! Như thế này thế nào? Con về rồi ạ. Vâng. Tôi về, tôi nhìn thấy cảnh này này. Anh xin. Mày câm mồm. Mày biến ra khỏi đây rồi không, tao đấm mày vỡ mồm bây giờ. Anh thấy chưa? Mẹ không chỉ nuôi tình trẻ mà mẹ còn cho tiền cả tình trẻ nữa đấy. Em nói cái gì cơ? Tôi nói gì thế? Tôi nói gì? Linh! Việc đến mức như thế này rồi mà mẹ còn chối cơ mà. Ngày ngày anh Hùng không có ở nhà, mẹ ép con, mẹ không cho con ra ngoài. Đã thế, mẹ còn ép con đưa tiền cho mẹ. Hóa ra là mẹ cho hết anh chàng kia đó. Con nói cái gì thế? Thôi đi, tôi nhục nhã lắm rồi. Tôi nhục nhã lắm rồi. Bà không phải là mẹ tôi. Bà không phải là mẹ của tôi. Bây giờ bà muốn làm gì thế nào? Ai gọi thì nghe đi, để rung mãi này. Bọn bạn em á, rủ đi shopping nhưng mà em không muốn đi. Thôi, đi với chúng nó cho vui. Ở nhà làm gì? Anh làm đây. Anh đi nhá. Alo. Cả tháng này không gặp anh rồi. Em định để anh chết đói đấy à? Mà thôi, không gặp cũng được. Chuyển cho anh 50 triệu nhá. Anh nghĩ em là cái cây ATM của anh đấy à? Mà anh Hùng vừa mới về, em hết tiền rồi. Thế nhá. Anh nhớ em mà. Thật không? Thật. Thằng
kia đi làm rồi, giờ có lâu mới về. Nhớ em hay nhớ tiền? Hai người làm trò gì đấy ạ? Nói ngay. Nói! Em... À, tôi hiểu rồi. Thằng này không phải ngoại tình với mẹ tôi, mà là với cô phải không? Nói! Nói ngay! Em... Tôi nói cho cô biết nhé, cô đúng là đồ khốn mà. Từ bây giờ và từ lúc này, cô không còn là vợ của tôi nữa. Anh... Khốn. Từ bây giờ cô sẽ không nhận một đồng nào từ tôi đâu. Cô đến đây như thế nào và ra đi khỏi ngôi nhà này như thế. Còn bây giờ cút nhanh. Mẹ đánh chết con của mẹ đi. Mẹ ơi, con xin lỗi. Con xin lỗi. Thằng Hải nó làm gì có nhà đâu mà xem cô diễn kịch. Bà già này còn lâu mới chết nhá. Đi ra khỏi đây đi, ngay luôn đi. Bác bị lây từ con. Em ho là do thời tiết. Nếu như không chung tay được với chính quyền thì cũng đừng có phá. Về rồi ạ. Giờ này mà cô còn chưa chợ búa cơm nước gì là sao hả? Mẹ thông cảm cho con. Tại mùa dịch ấy nên là ở ngoài chợ người ta chả bán gì cả. Hay là để tí con xuống siêu thị, có mua ít thịt bò lên nấu mì cho mẹ ăn nhá. Thôi thôi thôi, cô tự mua về mà ăn đi. Răng lợi tối đau hết, không nhai được thịt bò. Thế mẹ ăn gì để con nấu cho mẹ? Mà tại sao tháng nào thằng Hải nó cũng đưa cho cô tiền? Thế cái số tiền đấy cô để làm việc gì? Thì anh Hải đưa tiền cho con, nhưng mà cũng chỉ đủ để chi tiêu trong nhà thôi ạ. Cô nói vậy thì tôi biết vậy thôi, chứ tôi có ở trong chăn đâu mà biết chăn có giận. Mà tháng nào cũng tận thà tận thục, còn gửi được về cho bố mẹ chút đi, kẻ cũng giỏi đấy. Chỉ là thằng Hải nó dại mà không hiểu mà ăn phải bùa mê thuốc lú gì, mà nó lại bị một con nhà quê như cô lừa cơ chứ. Alo, Thương đấy hả con? Lâu lắm rồi con không gọi điện cho bác đấy. Cái gì cơ? Con sắp về Việt Nam chơi à? Con về là con phải qua nhà bác đấy nhá. Ngại cái gì mà ngại, bác vẫn coi con như là con dâu ấy mà. Về là nhớ phải qua nhà bác ở đấy, không là bác giận. Ừ, thế con lên máy bay đi nhá. Bác chào con. Mẹ có đói, mẹ ăn tạm chút bánh này, xong rồi con xuống siêu thị con mua gì lên nấu cho mẹ ăn nhá. Cái thứ nghèo hèn như cô á, ra ngoài đường có mà vơ được cả lố. Đã không giúp gì được cho gia đình nhà chồng rồi còn ăn hạ. Cũng chỉ vì cô lừa thằng Hải nên nó không lấy được con Thương. Cô còn khóc nước mắt ta xấu làm cái gì chứ. Thằng Hải nó làm gì có nhà đâu mà xem cô diễn kịch. Cô thôi đi. Anh về rồi. Ôi, con có làm sao không Hoa? Mẹ xem nào. Mẹ, có chuyện gì đấy? Mà làm cái gì phải cẩn thận chứ. Em không sao đâu, em lỡ tay rơi đĩa bánh thôi mà. Mà Hải đi làm có mệt không? Đang dịch thế này phải cẩn thận đấy nhá. Đang mùa dịch, công ty cũng hơi căng mẹ. Nhưng mẹ yên tâm, con lo được.
Mà hôm nay mẹ đi chợ đúng là dịch, người ta cũng chả bán hàng gì cả. Thôi hôm nay nhà mình ăn mì đi. Đang mùa dịch, có ăn là tốt rồi mẹ. Thế mẹ với cả anh ở đây đợi, em chạy xuống siêu thị em mua ít thịt. Thôi thôi, để mẹ đi mua cũng được. Con đi với bạn đi, con vừa hẹn bạn rồi đi, không bạn lại chờ nhá. Em đi với bạn à? Dạ vâng. Đang mùa dịch, em ra ngoài ít thôi, không tốt đâu. Thế con đi đi, không có bạn lại đợi nhá. Đi đi, anh dọn cho. Thế đi nhanh rồi về nhá. Thế em đi, con chào mẹ. Em chào chị ạ. Hôm nay con tiêu tốn nhiều tiền cho bác quá. Đã bảo là đừng mua rồi mà lại cứ... Bác này, con có tiếc tiền gì bác đâu. Không như ai đấy, về làm dâu bao nhiêu năm chưa bao giờ mua được cho mẹ chồng cái gì cả. Mai bác cháu mình lại đi mua sắm tiếp bác nhá. Hay là con ở lại đây luôn đi. Nhưng mà... Mẹ uống nước, cả em uống nước. Mẹ, con hơi mệt nên là con xin phép vào phòng trước. Sớm muộn gì thì vợ chồng nó cũng ly dị thôi. Con thấy đấy. Nó diện. Chứ ở nhà có cái việc gì đâu mà lúc nào nó cũng kêu mệt mà. Con có sao không? Con không sao. Chắc là do mấy hôm nay con không quen với cả thời tiết đấy cô ạ. Mà không biết có cách nào để làm cho thằng Hải nó sáng mắt ra không, chứ cứ như thế này thì bác chán lắm. Con có cách này ạ. Thằng Hải nó đi công tác rồi. Cô xem mà về tạm bên nhà mấy hôm đi. Chứ cứ nhìn thấy cô suốt như thế này tôi chán lắm. Vâng, thế con xin phép. Cũng chẳng phải xin phép gì hết. Cô đi luôn đi. Ngày nào cũng thấy cô, tôi ăn không ngon ngủ không yên. Mà đang mùa dịch, mẹ đừng ra ngoài nhiều. Nếu mẹ có ra ngoài có việc thì đeo khẩu trang vào nhá. Cô lo cho cái thân cô đi. Cô không phải dạy khôn tôi. Cô mong cho tôi bị bệnh để tôi chết đi để cô sống được thoải mái đúng không? Bà già này còn lâu mới chết nhá. Mẹ, con không có ý đó. Chỉ là đang là mùa dịch, mà kẻ thương thì mới từ nước ngoài về. Khai báo chính quyền không trung thực nên là con lo cho mẹ thôi. Ê, này, mẹ chị ơi, chị lo cho cái thân chị đi nhá, không phải lo cho tôi. Thôi, cô cút đi, cô đi ngay đi, cô không phải nói nhiều nữa. Vậy con xin phép con đi. Cháu có sao không? Con không sao. Đúng là cười thì nó đi cũng nhẹ cả người thật. Nhưng mà liệu thằng Hải về mà mình nói là vợ nó đi ra ngoài với bạn bị cách ly, thằng Hải nó có tin không nhỉ? Chắc chắn là anh sẽ tin rồi ạ. Anh mà về, bác cứ để con lo. Chẳng mà con là con dâu của bác thì có phải tốt không? Ai bảo khi xưa con cứ mãi học hành quá nên là để con nhà quê nó cướp thằng Hải. Thì con bây giờ cũng đã về đây rồi mà. Mà sao người con nóng thế? Con có sao không? Con không sao. Thôi con mệt quá. Thôi con xin phép vào phòng một lát đi. Ừ thì con nghỉ đi để bác đi nấu cơm nhá. Vâng, con thích ăn thịt bò ấy ạ. Nếu mà có mấy món thịt bò thì thích quá. Có, nhà mình có sẵn thịt bò trong tủ. Con cứ nghỉ đi, bác nấu cơm nhá. Dạ vâng. Hải đấy hả con? Mẹ đây. Thế con đi công tác thế nào? Đang dịch như thế này phải cẩn thận đấy con nhá. Mà vợ con ở nhà nó đi chơi với bạn, bị nghi là nhiễm Covid nên là bị cách ly rồi. Nhưng mà chắc là không sao đâu, chỉ vài ngày là được về thôi. Hả? Cái Thương á? Cái Thương nó có làm sao đâu. Nó không sao. Thế thôi mẹ đi nấu cơm đi nhá. Khó thở thế nhỉ? Đâu có sao ạ? Thấy trong người mệt lắm con ạ. Chắc là do thời tiết đấy ạ.
mấy hôm nay con hơi ho. Bác còn thấy vừa cả sốt mà đau nhức hết cả người nữa ấy. Ui, hay là bác bị dính vi khuẩn Covid rồi ạ? Ui. Ui. Thật á? Vâng. Thế bây giờ phải làm sao? Còn làm sao đâu, bây giờ bác đi bệnh viện khám ngay luôn đi, còn gì nữa. Bác đi đi. Thế con đi cùng bác nhá. Con đi thì con bị cách ly thì làm sao? Ôi dồi ôi, bác đi book taxi hay là xe ôm thiếu gì ở dưới kia ấy. Bác cứ đi đi xong rồi con trả tiền cho. Có khi nào bác bị lây từ con? Vì bác xem tivi thấy người ta cách ly toàn bộ người đi nước ngoài về, mà con thì ở nước ngoài về. Này bác đừng nói như thế nhá, con đi khám sức khỏe của con hoàn toàn tốt. Rõ ràng là bác bị bệnh ý, thôi bác đi khám luôn đi, đi ra khỏi đây, đi ngay luôn đi. Ơ Hải, con về đúng lúc lắm. Hình như là mẹ bị Covid rồi. Con cứu mẹ với. Mẹ đừng lo. Mà ngay từ lúc Thương về, con đã nói mẹ phải đưa Thương đi khám rồi. Vậy mà... Dạ, em có làm sao đâu. Em ho là do thời tiết. Anh đã báo chính quyền rồi. Họ đang đến và sẽ đưa em đi cách ly. Còn mẹ thì sao hả con? Cả con và mẹ sẽ cùng đi cách ly. May mà vợ con không sao. Cô ấy xét nghiệm âm tính. Mà cô ấy còn đang mang thai nữa. Có thai á? Vợ con có thai à? Em không đi đâu cả đâu. Em hoàn toàn bình thường. Vào trong đấy em còn bị bệnh hơn ấy. Đừng ích kỷ như thế nữa. Em có biết lần đấy em bị nhiễm virus Covid thì sẽ lây cho bao nhiêu người không? Dạ. Thảm nào từ khi cái Thương về, ngày nào mẹ cũng thấy nó ho sốt. Này, bác đừng có mà vu khống cho con đấy nhá. Bây giờ không phải lúc để tranh cãi đâu. Nếu như em nhiễm virus Covid thì hiệu quả sẽ thế nào không? Em... Đừng biến mình thành một con sâu làm dầu nồi canh. Em cần phải khai báo trung thực tình sức khỏe của mình. Nếu như không chung tay với chính quyền thì cũng đừng có phá. Việc em cần làm bây giờ là khai báo lịch trình của em, tiếp xúc với những ai, bảo vệ chính em và những người xung quanh nữa. Mẹ, đừng đi thôi mẹ. Mẹ cũng cần phải khám nữa. Mẹ đến rồi. Đưa mẹ đi. Bụng cô to thế kia là sắp đẻ rồi đấy. Lúc ấy ấy, sống chết thế nào thì cô cũng phải dặn bằng được cháu nội cho ra đời. Chứ nhà này ấy, không có tiền để cho cô đẻ mổ đâu đấy nhá. Long ơi, vợ mình làm sao kìa? Chính hai mẹ con bảo là hại chết con tôi. Vì bạn tiếp tiền cho tôi đi mổ đẻ, cho nên là con mới chết cả đây. Tất cả là tại anh thôi. Mày... Xong chưa cô Mammut ơi, để cho mẹ con tôi còn ăn. Lê ma lê mê từ sáng đến giờ. Nhanh nhanh cái tay lên, để cho cái bà già này còn ăn một miếng rồi còn đi ngủ. Vâng ạ, mẹ đợi con một lát rồi con bê ra ngay. Vẫn chưa có gì ăn à? Lê ma lê mê. Nhanh lên. Tôi cũng chịu cái con mắt chọn vợ của anh đấy. Xấu ôi xấu nát, xấu xúc phạm mắt người. Tôi cũng chẳng buồn chê làm cái gì nữa. Nhưng mà khổ nỗi, chậm tay chậm chân lê ma lê mê, xấu người rồi lại còn xấu cả nết nữa chứ. Mẹ ơi, cái dạng gái em ăn cơm trước kẻng ấy, chỉ được đến thế thôi, không được hơn đâu. Con cũng chỉ là vì nhu cầu, định là ăn kem với cô ta vài bữa. Nào ngờ cô ta mắn thế, có vài lần thôi mà đã trở ảnh ra rồi. Thôi thì con phải cố chịu thiệt thòi, đưa cô ta về đây, để mẹ có đứa làm ô xin còn gì nữa. Ừ, thì con nói cũng đúng. Đàn bà con gái, ít con phỏ nó cũng có giá của nó. Đằng này, con đi lôi về một cái con vợ, không mất một đồng xu nào xính lễ, lại còn chả phải dùm bem đám cưới đám hỏi gì nữa. Bỗng dưng nhà mình có một cái máy đẻ, lại còn kiêm vị trí làm giúp việc nữa thì mẹ còn dám trách gì con nữa. Nhưng mà này, vợ anh nó xấu điên xấu đổ như thế kia, liệu sau này ấy, cháu đích tôn của tôi á, nó có lây cái bệnh xấu của mẹ nó không nè? Con về anh Long nhỡ có thai, con về làm dâu có dám ho he đòi hỏi một cái gì đâu. Con thức khuya dậy sớm, việc trong nhà con cũng đều làm hết. Mặc dù là con đang mang bầu thì con hỏi mẹ thời gian đâu mà con làm đẹp. Mày im mồm đi. Này, một là ăn đi cho con tao đỡ đói, hai là tao sút vỡ mõm mày. Bụng cô to thế kia là sắp đẻ rồi đấy.
Lúc ấy sống chết thế nào thì cô cũng phải dặn bằng được cháu nội tôi ra đời. Chứ nhà này không có tiền để cho cô đẻ mổ đâu đấy nhá. Mẹ ơi, khổ sở đến mấy, nhục nhã đến mấy thì con cũng chịu được. Nhưng mà con của con thì làm sao mà chịu như vậy được ạ? Bây giờ mẹ cứ quyết định như thế, nhớ con sinh ra bị ngạt thở thì con phải làm thế nào? Thế thì cô phải cút ra khỏi đây. Trong cái nhà này không đến lượt cái mồm cô lên tiếng. Dưa hấu của tôi đâu? Con mời mẹ ăn dưa ạ. Sao mà lắm hạt thế này? Tôi bảo cô bỏ hạt mà tại sao cô không làm hả? Khi nãy con đang pha nước cam cho mẹ thì mẹ lại bảo con đi bổ dưa. Con hỏi mẹ là có muốn để hạt không thì mẹ bảo có, để ăn cho nó tự nhiên. Mẹ không nhớ ạ? Mày dám cãi bà mày à? Bà mày đây già nhưng mà chưa có lẫn nhá. Mày đặt điều nhá. Mẹ ơi, con đau bụng quá, mẹ gọi cấp cứu cho con với. Long ơi, bọn mày làm sao kìa? Sao đưa bọn mày đi cấp cứu? Long ơi, trời ơi, bác sĩ người ta còn cứu cô làm cái gì? Cái loại ngu dốt xấu xí như cô sống để làm cái gì? Chỉ khổ cho cháu nội của tôi chết yểu tôi. Đây là quyết định của hai mẹ con bà. Chính hai mẹ con bà hại chết con tôi. Vì bà tiếp tiền cho tôi đi mổ đẻ, cho nên là nó mới chết ngạt đấy. Tất cả là tại hai người. Mày im mồm mày. Con ơi, nó làm sao thế? Bác sĩ nói là do mới mất con nên tâm trí cô ta chưa ổn định, cần phải nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng một thời gian mới khỏe mạnh được. Trời ơi, đã ăn hại rồi còn nghỉ ngơi cái gì nữa. Mày quăng ngay nó ra ngoài đường cho tao đỡ bẩn mắt. Mẹ ơi, cứ để cô ta ở đây làm ô xin cho mẹ con mình, có thiệt gì đâu ạ? Tùy con thôi. Biết đường mà liệu hồn đấy. Vào trong này cháu. Vào đây ngồi xuống đây nào. Gớm nắng nồi như thế này sao không bảo thằng Long nhà bác nó sang nó đón. Đi lại làm gì cho nó vất vả hả cháu? Thế mẹ con dạo này có bận rộn lắm không? Gớm lâu lắm rồi bác không gặp mẹ con. Gớm nhớ nhau quá cơ chứ đấy. Cái ngày đi học ấy nhá, mẹ cháu với bác là thân nhau lắm. Có chuyện gì cũng tâm sự với nhau. Dạo này mẹ con cũng đỡ bận hơn rồi ạ. Từ ngày con về nước thì mẹ con cũng giao cho con một phần công việc để con quản lý. Con cũng muốn giúp đỡ mẹ để mẹ con có thời gian nghỉ ngơi ạ. Cô Huyền đúng là ăn học ở nước ngoài có khác. Vừa xinh đẹp lại vừa sang trọng nữa. Ăn nói lại còn có duyên. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Anh khen em quá lời rồi ạ. Con ơi, con ơi. Bà, hình như nhà mình có tiếng ai khóc rồi hả bác? À, con em của anh ở dưới quê mà. Ồ, con bé bị thần kinh nên đâm ra là đưa lên đây, xong rồi đưa đi khám mà. Khổ thân cô ấy quá. Thôi, bác ơi, cháu xin phép cháu đi vệ sinh ạ. Cháu cứ tự nhiên. Này, vệ sinh ở trong này. Vâng, cháu cảm ơn ạ. Cứ đi thẳng cháu nhá. Vâng. Con ơi, con của mẹ. Con ơi. Con ơi. Này, mày khóc lóc cái gì? Câm cái mõm chó của mày vào. Mày mà hớ câu nào ảnh hưởng đến việc lấy vợ của tao ấy, tao sẽ cho mày chết theo con của mày luôn đấy. Con mày chết thì cũng phải thôi. Thì sống đấy ra đời thì nó cũng lại xấu xí ngu dốt như mày. Dũng xen như mày ấy thì sống làm gì cho nó bẩn đời. Long, con vợ của mày khá thật đấy. Lúc nào nó cũng mang vật đen đến cho cái nhà này là thế nào? Mày ơi, có khi phải đuổi con chó này ra khỏi đường thôi. Loại vợ gì mà không đẻ được, giữ ở nhà ấy, bẩn nhà ra, lại còn đem vận đen đủ cho mẹ con mình nữa chứ. Chỉ có ăn mới đẻ thôi mà cũng không xong. Mày chọn vợ cái kiểu gì thế hả Long ơi? Trời ơi, mẹ bé cái mồm thôi. Mà mẹ cứ nhai đi nhai lại làm gì cũng đau hết cả đầu ra. Mà ai
của mẹ ấy. Mẹ cứ hành hạ nó làm gì? Mẹ hành hạ nó cả ngày cả đêm. Nó lấy sức đâu mà đẩy? Mày cãi lại mẹ mày đấy à? Mà con còn biết nhá, chính mẹ đẩy nó là nó bị sảy thai đấy. Chứ mẹ lỡ tay. Rồi nhưng mà thôi, giờ là lúc mẹ con mình là phải kết hợp với nhau, bàn bạc cái tính kế như thế nào để úp sọt cái con Huyền kia chứ. Ôi, nhà nó sầu lắm con ạ. Bây giờ tính thế nào để nó chữa ảnh ra? Ôi, thôi. Rồi con sẽ cưới nó. Nhà con xanh này giàu thế cơ mà. Bác gái với cả anh Long tính toán khéo quá. Cháu đứng bên ngoài nghe thấy chuyện mà cứ mơ mơ màng màng, không biết đâu là thật, đâu là giả cả. Huyền ơi, em hiểu lầm rồi. Mẹ con anh đang nói chuyện hàng xóm ấy mà. Đúng rồi, phải đấy Huyền ạ. Chứ bác với chẳng lòng đây là quý cháu lắm mà, cháu đừng có mà nghĩ linh tinh cháu nhé. Hóa ra là khi về căn nhà này làm dâu thì sẽ bị đối xử như thế này ạ. Bị rẻ súng như người ở, bị coi như một cái máy đẻ vô cảm. Có phải khi tôi về đây cũng sẽ bị đối xử như em gái này không? Huyền ơi, em khéo đùa. Em xinh đẹp như thế này, anh thương em còn chẳng hết. Chị ơi, chị đừng tin lời anh ta nói, anh ta lừa chị đấy. Ức mồm mày. Bây giờ mẹ cứ quyết định như thế, nhớ con sinh ra bị ngạt thở thì con phải làm thế nào? Mở mồm ra nói. Nói là tao với mày không có liên quan gì cả. Nhanh lên, nói cho cô Huyền biết, nói đi. Anh Lâm, anh đừng có hành hạ vợ anh nữa. Huyền ơi, đây không phải vợ của anh. Anh đã nói với em rồi. Hôm nay em đến đây là anh tìm hiểu em, và người làm vợ anh chỉ có em thôi. Nào mày nói đi, mày nói cho cô Huyền biết, mở mồm ra. Mở mồm ra. Anh thôi đi. Chính ai mẹ con anh là người đã hại chết con của tôi đấy. Mẹ con anh lúc nào cũng quái ác, không coi mẹ con tôi ra gì cả. Còn anh thì nhu nhược, lúc nào cũng chỉ nghe lời của mẹ anh. Chính hai người đã hại chết con của tôi. Mày im mồm đi. Tống nó ra khỏi ngoài đường cho ta. Nhà này không có đứa con dâu léo láo gì nó. Tống nó đi cho ta. Em đi đâu đấy? Tôi nghĩ là tôi không học đi xa với anh đâu. Với cả là hai mẹ con anh thay đổi cách sống đi. Chứ như thế này không ai dám về đây làm dâu đâu. Huyền ơi. Bác tưởng quà này cháu tặng cho bác. Bác không xứng đáng để nhận nó đâu ạ. Cháu chào bác, cháu về ạ. Tất cả tại mẹ đấy. Em ơi. Chị gọi tôi có việc gì? Nếu mà là vì chuyện nhường chồng thì chị không cần phải nói đâu. Tôi rút lui. Không phải chuyện đấy. Ngày hôm nay thì chị cũng đã 1 năm rõ 10 lòng của họ rồi. Loại đàn ông như thế thì không xứng đáng để phụ nữ chúng ta phải khổ đâu. Chị có cái này muốn tặng cho em. Đây là mỹ phẩm mà. Đây là một sản phẩm rất nổi tiếng của thương hiệu Kohino, rất uy tín và chất lượng. Nhưng mà trước khi sử dụng sản phẩm, em nhớ phải dùng sữa rửa mặt Rich Skin để da mặt thật sạch. Da mặt sạch thì mới không có mụn và hấp thu được tối đa dưỡng chất từ serum Rich Skin, một serum được chiết xuất từ nano vàng và táo xanh, rất tốt cho các loại nám cứng đầu như của em đấy. Nhưng mà sao chị lại đối xử tốt với tôi như vậy? Có gì đâu, cùng là phụ nữ với nhau, chị thấy em cũng thiệt thòi nhiều rồi. Chị giúp được gì cho em trong khả năng thì chị sẽ giúp. Với cả hôm nay chị em mình gặp nhau coi như là đã có duyên rồi. Cảm ơn chị nhá. Không có gì đâu. Với cả là phụ nữ ấy, lúc nào cũng phải đẹp em ạ. Phải đẹp thì mới trở thành một phiên bản tốt nhất của bản thân được chứ.
thời buổi đất chật người đông, muốn tìm mua một căn nhà mà khó thật đấy. Tại em kén cá chọn canh quá thôi. Mà cũng đúng, chẳng trách em được. Bây giờ đã là giám đốc rồi, sao có thể xuề xòa như trước được chứ. Chị đấy, chỉ được cái cà khịa em thôi. Trang này, chị thấy tin đăng bán này giao được 2 tháng rồi. Chị định không nói với em, thế nhưng mà chị nghĩ là mình không nên giấu. Thôi được rồi, em với chị đến đấy xem thử đi. Dù sao, đây cũng là nơi rất quen thuộc với em. Giấy tờ bán nhà chắc là đủ rồi đấy. Mà không hiểu là chúng nó có mua hay không nữa cơ. Hay là đến xem cho vui nữa. Sao cái thân già rồi nó lại khổ thế này. Có thằng con trai thì vô dụng, cờ bạc lô đề. Bây giờ đến cái nhà cũng phải bán đi. Rồi đi đâu đây, ăn gì, sống cái kiểu gì đây. Mẹ ơi, là... mẹ gạo ít thôi. Con nợ bọn sòng bạc, rồi bọn vay nặng lãi nữa, cả tấn tiền ý. Không bán nhà đi, tiền đâu mà trả chúng nó. Hay là bây giờ mẹ muốn ý, chúng nó giết con. Ai đến không biết nữa. Vào đi. Trang này, em khác thế nhở? Quyên, em định quay lại với anh à? Anh mơ mộng ít thôi. Hôm nay chúng tôi đến đây là để bàn về việc ký kết với căn nhà này. Căn nhà vẫn như xưa. Anh Long, anh định giá bao nhiêu? Sao? Nói thì oai lắm. Đừng có mà ra cái điều ta đây. Cái loại cóc ghẻ như cô thì lấy đâu ra tiền. Mà ngớm nhỉ, mặt mũi dạo này xinh ghê. Chắc lại được mấy cái thằng già nó chăm bẵm hả? Bà đừng có nói linh tinh. Trang bây giờ đã là giám đốc, thừa khả năng để mua lại căn nhà của bà đấy. Thật á? Em giỏi thế nhỉ? Con dâu của mẹ giỏi quá. Mà con đã đến đây rồi thì con biết tình cảnh của chồng con đấy. Nó nợ đầm nợ đìa, sống chui sống lủi, khổ lắm con ạ. Bây giờ con có tiền rồi, hay là con quay về nhà mình đi, giúp đỡ cho chồng con chút ít. Phải đấy, mẹ nói phải đấy em ạ. Anh vẫn còn yêu em mà. Hai người nói xuôi tai đấy, nhưng tiếc là tôi sẽ không bị lừa lần nữa đâu. Đã đến lúc hai người phải chịu trách nhiệm với hành động của mình rồi. Tôi không phải là cái lốp xe để mà lúc nào cũng đi theo gánh tội cho các người như thế được. Tại sao lại quá đáng như thế? Anh vẫn là chồng của em mà. Hối hận lớn nhất của tôi đấy chính là kết hôn với anh đấy. Nhưng mà không sao, lỗi lầm này tôi có thể sửa chữa được. Sau khi bàn giao căn nhà này xong, luật sư của tôi sẽ đến tìm anh để làm thủ tục ly hôn. Sao vội vã thế hả con? Vội à? Tôi chịu nhục, chịu khổ ở cái căn nhà này chưa đủ hay sao? Đối với tôi, điều đấy là quá đủ rồi. Phiền anh đưa giấy tờ chúng tôi để chúng tôi ký kết mua bán căn nhà này. Giấy tờ coi như vậy đã đủ rồi đấy. Trang ơi, con định qua loa với chồng con như thế hả? Cũng giống như ngày xưa, các người đón tôi về nhà cũng qua loa như vậy thôi. Tôi làm như thế này là đàng hoàng lắm rồi. Tôi sẽ cho các người thời gian 2 ngày, các người hãy dọn dẹp đồ đạc và cút ra khỏi nhà này đi. Còn bây giờ tôi đi trước. Nhục nhã chưa hả con? Mất vợ, mất con, mất hết cả nhà cửa rồi. Tất cả tại mẹ đấy ạ. Đây là tiền lương tháng này của em. Để anh xem nào. À, đấy là do cháu. Cái loại đàn bà lăng loàn như mày. Ngày hôm nay tao sẽ đánh cho mày chừa cái tội ăn trộm ăn cắp. Trang ơi, cháu không lấy à, tao đừng đánh cháu. À mày còn giả mồm mà. Có
Dạo này mẹ khỏe không ạ? Mẹ khỏe con ạ. Bà Long này, từ ngày hai đứa ly dị với nhau ấy, mẹ lo con bé Linh chẳng có ai chăm sóc. Mẹ biết là do con gái mẹ có lỗi, mà trẻ con thì nó chẳng có tội tình gì con ạ. Con hiểu ạ. Và con cũng rất vui khi mẹ đồng ý đến đây ở để chăm sóc cho con bé. Con cũng đi làm suốt ngày, con lo là không ai bảo ban cháu ạ. Có khi mẹ chỉ ở đây đến khi nào con bé tự lập được thôi, xong rồi mẹ về nhà mẹ. Mẹ đừng nói thế ạ. Dù sao thì mình cũng từng là gia đình mà. Long này, cho mẹ xin lỗi con nhé. Tại mẹ, mẹ không biết cách dạy con gái mẹ. Mẹ ơi, con hiểu mà. Dù sao thì mọi chuyện cũng đã qua rồi, mẹ nhắc làm gì nữa. Nhưng mà mẹ vẫn thấy có lỗi với con, với cả con bé Linh lắm. Thôi, mẹ nghỉ ngơi đi nhá. Con đến công ty có chút việc ạ. Lát nữa bé Linh đi học về, mẹ cho cháu ăn hộ con mẹ nhá. Ừ, thôi con đi đi. Khổ thân con, đã vất vả bao nhiêu việc rồi, lại còn phải đi đón mẹ. Có sao đâu ạ. Thôi con đi đây, chào mẹ. Ừ, con đi đi. Cái nhà này làm sao thoát khỏi tay bà được. Bây giờ là ngồi hưởng thụ thôi. Cháu chào bà. Sao bà lại ở đây ạ? Ô, hay con bé này. Hỏi hay nhỉ. Từ bây giờ bà ở đây với con đấy. Sao bà vứt vỏ không vứt cẩn thận mà lại vứt lung tung thế ạ? Con thấy bẩn thì con dọn đi. Đứng ở đấy mà sai bà. Ăn từ từ thì không nóng con nhá. Mẹ ra ăn sáng đi ạ. Ai đây hả con? À, đây là Trang, giúp việc mới cho nhà mình đấy ạ. Ôi giời ơi, con thuê giúp việc làm gì cho nó tốn kém. Tốn kém gì đâu hả mẹ. Việc nhà việc cửa nhiều, với cả chăm sóc bé Linh nữa. Con thuê giúp việc đỡ đần mẹ, cho mẹ nghỉ ngơi ạ. Con bé này, làm thái độ với bà à? Cháu có làm gì đâu ạ. Mẹ còn cãi nữa. Thôi mẹ ơi, mẹ ăn sáng đi ạ. Mẹ cứ bình tĩnh. Linh, con như thế là hư đấy biết chưa? Ăn sáng đi. Này, cô cho tôi ăn cái quái gì này? Có vấn đề gì hả bác? Mì gì mà chưa hết thế này, ai nuốt được? Chắc là đợi lâu quá, cho nên là mì nó chưa ạ. Cô làm ăn kiểu này, cuối tháng chưa luôn. Thôi, em ở trong, nấu cho mẹ bát khác đi. Thôi, mẹ bớt giận này. Em nói là mì mới. Chỉ bảo dần nữa nhá. Thôi hai bố con ăn đi, rồi còn đi làm, đi học. Con mời mẹ. Ừ, ăn đi. Cháu xin phép bác cháu về ạ. Trang ơi, đợi em một chút. Đây là tiền lương tháng này của em. Em mới làm được mấy ngày thôi mà, sao anh đã đưa lương cho em rồi? Anh ứng trước cho em, về trang trải chuyện gia đình, rồi yên tâm để làm việc. Anh không cần phải làm thế đâu ạ, để cuối tháng em lấy lương một thể cũng được. Đừng ngại, em cầm đi. Anh không sợ em lấy lương rồi em nghỉ việc à? Có gì đâu, anh tin tưởng em mà. Ôi, okay. Mẹ, em có làm sao không ạ? Em đừng có đỡ lại vậy. Bác có sao không bác? Mẹ không sao con ạ. Cô còn đứng đấy à? Không dọn đi. Ôi, đến giờ cô phải về rồi. Để con dọn cho ạ. Ô hay, mình mất tiền giả lương người ta, phải để con dọn chứ. Tôi không sao đâu anh ạ. Để em dọn hết đống này rồi em về cũng được. Con nói chuyện với bạn thấy là hư đấy nhá. Đi vào phòng.
Đâu rồi nhỉ? Rõ ràng là mình để đôi khuyên tai ở trên này, sao bây giờ lại không thấy đâu nhỉ? Trang! Ra đây tôi bảo! Có chuyện gì thế bác? Cô lại còn hỏi à? Đôi khuyên tai của tôi có phải cô lấy không? Đôi khuyên tai nào ạ? Cháu không thấy. Cái đôi khuyên tai hàng ngày tôi vẫn đeo ý. Vừa nãy trước khi đi gội đầu, rõ ràng là tôi để trên bàn. Mà nhà này chỉ có cô lấy thôi. Bác nhớ xem bác để đâu, chứ cháu lấy khuyên tai của bác làm gì? À, lại còn già mồm à? Ngày hôm nay tao sẽ đánh cho mày chừa cái tội ăn trộm ăn cắp. Bác ơi, cháu không lấy ạ, bác đừng đánh cháu. À, mày còn già mồm à? Ngày hôm nay tao sẽ đánh cho mày chừa cái tội ăn trộm ăn cắp. Bác ơi, cháu xin bác, cháu không lấy đâu. Già không? Mày, đúng không? Mày làm gì ấy ạ? Để con kỹ ra ngoài. Mày có dạy tao không? Già không? Cháu không lấy ạ. Mày lại chị ấy ra. Có chuyện gì thế ạ? Con về mà xem đi. Đấy, giúp việc của con thuê đấy. Tao ăn trộm đôi khuyên tai của mẹ đấy này. Khuyên tai á? Tại sao cô ấy lấy khuyên tai của mẹ để làm gì ạ? Rõ ràng, trước khi đi gội đầu, mẹ để đôi khuyên tai trên bàn. Mà nhà này ấy, không ai lấy thì ai lấy? Đôi khuyên tai. Đây có phải là đôi khuyên tai của mẹ không ạ? Đúng rồi, của mẹ. Mà con thấy đâu đấy? Mẹ để quên ở trong nhà tắm ấy ạ. Ôi dồi ôi, may mà con nhìn thấy sớm. Không thì trước sau cái đôi này của mẹ cũng bị mất. Ôi kìa, mẹ. Mẹ nói sai à? Con ngồi đấy à? Đi vào đó con đi. Cô có sao không ạ? Cô không sao. Em vào trong đi. Mẹ ơi, con mày về chưa ạ? Chưa con ạ, mà không biết giờ này nó đang ở đâu cơ. Mẹ làm gì cả buổi chiều mà không đón cháu ạ? Hôm nay mẹ đau đầu, nên là mẹ nhờ con trai con đón. Mà chả hiểu nó mãi chơi, hay là nó làm cái gì, mãi không biết đi con ạ. Sao rồi em, tìm được chưa? Không thấy anh ạ, em tìm xung quanh trường rồi mà vẫn không thấy con bé đâu cả. Chết rồi, phải báo cảnh sát thôi. Tất cả có to đấy. Cháu, mà nhá. Con bé nó có mệnh hệ gì, tôi giết cô. Cháu xin lỗi ạ. Thôi được rồi mẹ ơi, hai người đừng cãi nhau nữa. Ôi, con bố, con đi đâu mà bây giờ mới về? Con bé này, con đi đâu đấy? Con chờ mãi không thấy bà đâu. Thế nên là con tự đi về, nhưng càng đi lại càng lạ. Lần sau bà chưa đến thì phải đứng chờ bà. Con tự về như thế rất nguy hiểm, con hiểu chưa? Nhưng mà con đứng một mình sợ lắm. Với cả là bà đã bảo là bà sẽ tới nhưng mà bà lại không tới. Hôm nay bà đau đầu, nên là bà nhờ con trai nhà đi đón. Bà chả hiểu nó làm cái gì, mãi nó mới đi. Chị ấy còn có nhiều việc, bà có làm gì đâu mà bà lại đau đầu. Ô hay con bé này, bà còn phải suy nghĩ nhiều việc thì mới đau đầu chứ. Tụi mày ơi, cháu về là tốt rồi. Cha, em đưa cháu vào trong tắm rửa đi. Tôi dọn cơm nhá. Quét cho sạch vào. Vâng ạ. Sao? Hình như em bị cái gì bay vào mắt ấy. Anh xem giúp em được không ạ? Em đừng có dụi. Để anh xem nào. Hai người dám lén lút tình tứ với nhau. Giỏi nhá. Mẹ, mẹ đừng hiểu lầm ạ. Bọn con không có gì đâu ạ. Đấy là do cháu. Cái loại đàn bà lăng loạn như mày. Mày lừa được con rể tao, chứ mày không lừa được cái mắt của tao đâu nhá. Mẹ, mẹ làm gì thế ạ? Sao mẹ đánh cô ấy? Còn cả anh nữa. Anh vừa mới ly dị con gái tôi xong mà bây giờ anh đã ham hổ lại. Anh có biết anh làm như vậy là anh còn lỗi với cháu ngoại của tôi không? Không phải như mẹ nghĩ đâu, bọn con không có gì cả.
Bác hiểu lầm rồi, cháu với anh Long... Cầm mồm! Những cái chiêu trò của mày chỉ lừa được thằng con rể tao thôi. Không bao giờ lừa được mắt tao đâu. Thôi, thế đang xỉ nhục cô ấy đấy ạ. Nó xứng đáng bị như vậy. Cháu không dụ dỗ gì anh Long cả. Chúng cháu không có gì với nhau hết. Đã rất nhiều lần con thấy mẹ đối xử không tốt với cô ấy, nhưng mà con chưa muốn nói gì cả. Nhưng mà ngày hôm nay mẹ quá đáng lắm rồi đấy ạ. Đây là mẹ chỉ nghĩ tốt cho con, với cả con bé Linh thôi. Con đưa mẹ về đây ở, con nghĩ là mẹ sẽ chăm sóc cho Linh hơn là người lạ. Nhưng mà con không ngờ mẹ về đây với toan tính là vì tiền, chứ không phải là vì mẹ thương cháu ạ. Ơ mẹ, vợ chồng con đã ly dị rồi, con với mẹ không có quan hệ gì với nhau cả. Tốt nhất là mẹ rời khỏi đây đi ạ. Anh chỉ vì nó mà anh đối xử với mẹ vợ anh như vậy à? Là vì con gái của con. Con xin lỗi mẹ, nhưng mẹ phải rời khỏi đây đi ạ. Được rồi, cứ sẽ ra khỏi cái nhà này cho các người tọa nguyện. Anh, sao anh lại đuổi bác đi như thế? Cũng là tại em nên bác mới hiểu lầm mà. Không phải do em đâu. Anh đã nhìn rõ bộ mặt thật của bà ấy từ lâu rồi, nhưng anh chưa nói gì cả. Bà ấy đến đây không phải là vì bà ấy thương cháu, mà là vì tiền, vì muốn cuộc sống sung sướng mà không phải làm gì cả. Nhưng dù sao, đấy cũng là mẹ vợ của anh mà. Anh và bà ấy không có quan hệ gì hết. Thôi, em làm việc tiếp đi. Vâng ạ.